Now.
và không chỉ là camera, anh có thể set tinh thần này, anh đổi, anh cài đặt, anh đổi cái camera thành YouTube, Facebook, Zalo, những cái app mà nó hay sử dụng, để chỉ khi mà anh ngừng, chỉ cần nhấn giữ nó thôi. Làm việc và giải trí suốt một ngày dài với cái mức dung lượng pin của nó rất là lớn, lên đến 4000 mAh. Đây là cái mức dung lượng pin lớn nhất của Samsung. Trong buổi chiều đặc biệt ngày hôm nay trong khung giờ từ